Chào mừng các bạn đến với Lazada Service Platform, hay còn gọi là sàn dịch vụ Lazada. Bạn đang vướng nhiều khó khăn khi bán hàng trên mạng, chật vật để tăng doanh số, hay không biết cách quản lý đơn hàng hiệu quả để tránh giao hàng trễ? Sàn dịch vụ Lazada sẽ mang lại sự hỗ trợ cần thiết và giúp bạn tiến đến con đường thành công. Những nhà cung cấp dịch vụ thứ ba trong sàn dịch vụ sẽ giúp bạn cải thiện khả năng kinh doanh của bạn. Infographic là công cụ hỗ trợ hình ảnh tối ưu, bao gồm sắp xếp hình ảnh, minh họa, bố cục, màu sắc và phông chữ hiệu quả nhất. Nghiên cứu đã cho thấy rằng Infographic sẽ cải thiện doanh thu của bạn vượt bậc. Bằng việc cung cấp thông tin và hình ảnh sản phẩm, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ biến những hình ảnh thông thường thành hình ảnh hấp dẫn, sống động và thu hút khách hàng hơn. Có vẻ như bạn phải tốn nhiều thời gian để cập nhật danh sách hàng vì quy trình rất thủ công. Bạn muốn cuộc sống mình dễ dàng hơn chứ? Hệ thống ERP, tức hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp, giúp bạn cập nhật hệ thống hàng hóa dù bạn đang bán hàng trên mạng hay cửa hàng và nhắc nhở bạn khi lượng hàng tồn xuống thấp. Bạn có biết lượng khách hàng truy cập Lazada từ Facebook là bao nhiêu không? Rất nhiều! Bây giờ bạn có thể dùng ứng dụng để cài đặt shop của bạn trên Facebook để mang lượng khách hàng truy cập trực tiếp đến shop của bạn trên Lazada. Đối với các nhà kinh doanh dạng trung và nhỏ lẻ, mức lãi suất thường quá cao để họ tiếp cận được nguồn vốn vì các ngân hàng cho rằng họ không có điểm tín dụng khả tín. Đối tác của Lazada là các công ty tài chính sẽ cung cấp nguồn vốn cho các nhà kinh doanh từ trung đến nhỏ lẻ với mức lãi suất thấp hơn cho các nhà bán hàng trên Lazada. Nguồn vốn sẽ không còn là cản trở để phát triển đa dạng hóa các mặt hàng và đầu tư vào các dịch vụ hỗ trợ khác. Vậy sàn dịch vụ Lazada hoạt động ra sao? Bạn chỉ cần tham khảo qua danh sách các dịch vụ đang được cung cấp và những đặt hàng dù ở bất cứ đâu. Bạn không cần sử dụng thẻ để thanh toán vì chúng tôi sẽ xuất hóa đơn thông qua tài khoản Seller Center của bạn. Chúng tôi không ràng buộc bạn bất cứ điều gì khi sử dụng dịch vụ. Hãy thử một số SKU trong vòng 1 tháng hay vài tháng để trải nghiệm xem dịch vụ thế nào với bạn. Sàn dịch vụ Lazada, đối tác thương mại điện tử của bạn tại Đông Nam Á.